rồi mình chịu lấy. Kim như con thiêu thân lao vào đèn, theo ánh sáng làm gấp quỷ mình. Thì hỏi con thiêu thân, mình đốt cái đèn có phải đốt để cho nó bay qua nó chết không? Đốt để mình dụng vào cái việc riêng của mình, là cho ngọn đèn sáng để mình làm được việc này việc nọ. Trái lại con thiêu thân nó thấy ánh sáng, nó nhào vô rồi nó chết. Như vậy thì nó chết là vì nó đuổi theo cái ánh sáng, mà nó quên ánh sáng là cái cơ, cái cớ để mà giết nó, mà nó cứ nhào vô đó. Thì giống như bây giờ những người mà ham thì ke mà túy thuốc phiện đó, thì biết chỗ đó là cái chỗ chết không, mà cứ nhào vô rồi chết đó. Thì ke ma túy thuốc phiện khi nó ở ngoài, nó có làm cho người ta chết không? Mà tại vì người ta thích nó, muốn thử nó, cho nên nhào vô đó là chết. Giống hệt như con, thì con thiêu thân vậy đó. Như vậy thì ở trong cái hoàn cảnh bởi do kiến chấp mê lầm, rồi tạo những cái thứ nghiệp khổ từ mình, tạo tự mình tạo lấy, chứ không phải ai đem đến, không phải ai trói buộc mình. Bởi vậy cho nên nói, nên mà thông suốt nói, tức là những cái người thông suốt trước kia họ nói rằng kẻ bỏ nhà lang thang mới cảm thông với người thử khách, người lạnh lẽo cô đơn mới biết rõ nỗi khổ của kẻ cùng đường. Nghĩa là ai ở trong cảnh đó mới cảm thông được với người đó, phải không? Ở trong cảnh mới cảm thông được cái khổ của cái người trong cảnh, và mình ở ngoài cảnh thì không có thể nào cảm thông được. Như vậy thì Ngài giảng câu này để muốn nói gì? Ngài là một tu sĩ, phải không? Ở trong cái cảnh tu sĩ rồi mới hiểu được cái lập chấp của người tu sĩ. Thế nếu ở ngoài thì đâu có thấy, đâu có biết. Đó là cũng cái ý nói để rồi Ngài bị dẫn theo dưới này. Không pháp gì cứu được, tức là người mê lầm như vậy, cố chấp như vậy thì không thể cứu được. Đó là cái thấy hẳn nên quở trách. À, nếu mà cái thấy đó mà không có quở, không có trách thì tự nhiên là chìm luôn, hoặc kẹt luôn. Vì vậy phải quở trách. Quở trách căn cứ vào đâu quở trách? Hãy thuận lời Phật, chớ theo lời dạy của ma. Mình phải sống tu theo lời Phật, chứ đừng theo lời ma. Theo lời Phật thì mới đúng, theo lời ma thì lạc đường tà. Nay tôi nói phá rành rõ. Bây giờ Ngài nói, Ngài nói phá một cách rành rõ cho mọi người nghe. Nhưng nói phá là bị người ghét, phải không? Nói phá tức là nói gì? Nói cho thế cường. Hiện giờ mình đã dùng nói phá tức là chỉ trích, phải không? Chỉ trích mà người ta có lỗi mình chỉ trích mình đã thưa không? Nghĩa là người có lỗi mà bị chỉ trích thì người có lỗi họ ghét. Bởi vậy cho nên nói, nay tôi nói phá rành rõ, nhưng nói phá là bị người ghét. Đó là một cái lẽ thực ở thế gian. Người xưa nói, lời nói đúng lý, chẳng sợ bị cắt lưỡi. Thì Ngài dẫn cái câu này để thấy việc làm đúng, làm thật thì dù có ai muốn hại mình thì cũng không sợ. Cho nên lời nói đúng, đúng lý, chẳng sợ bị cắt lưỡi. Tôi có khi cũng nói thế này, tôi nói rằng nếu mình biết cái điều đó là sai, không nghi ngờ, biết chắc như vậy mà mình không nói, tức là mình sao?
là mình có cái lỗi hùa với cái sai, phải không? Còn nếu mình thấy sai, mình nói thẳng đó là sai, thì người ta có ghét mình, nhưng lòng mình nó được yên. Cái gì mình biết, mình đã nói, đã chỉ, chứ không có giấu, cũng không có bỏ qua. Nói chỉ mà người ta không sửa, thì đó là lỗi tại người ta, chứ không phải tại mình. Vì vậy, cái người tu, nếu có cái can đảm biết cái đó là sai, biết cái đó là cái lỗi, mà không chỉ, không nhắc cho nhau, thì đó là cái điều không thể chấp nhận được. Bởi vậy cho nên thiền sư Quản Trí ở trong đời Lê, tức là cuối, gần cuối đời Lê, thấy cái tệ trong cái giới tu hành, Ngài thấy như vậy rồi, Ngài không thể nào làm tin được. Cho nên Ngài nói, do đó tôi tạm nêu lên ở khoảng này, trong hàng tăng có năm hạng đọa, năm hạng đọa và năm hạng biến, tức là biến, năm hạng xa đọa và năm hạng lười biến. Nghe là tôi hơi sốt ruột rồi. Có năm hạng đọa, tức là năm hạng tăng xa đọa và năm hạng tăng lười biến. Để nghe cái này coi, quý vị nhìn lại mình coi mình thấy được nằm trong hạng nào trong 10 hạng này, để rồi ráng mà chỉnh lại. Cộng chung thành 10 hạng người chưa chịu chăng, chưa chịu chăng trâu, tức là chưa chịu tu. Bây giờ đây là cái kinh nghiệm của Ngài Quản Trí ở thế kỷ thứ mấy. Và họ tôi đã nói thế kỷ mười mấy, tức là ở thế kỷ 17, cuối 17, đầu 18, thấy không? Cuối 17, đầu 18, còn chúng ta bây giờ là cuối thế kỷ 20, rồi so lại, coi chúng ta bây giờ tiến bộ hơn được nhiều ít, là tiến bộ về mặt nào, tránh được cái chiến. Này, một, rơi vào cuồng vọng, buông thả. Đó, cái hạng thứ nhất là cái hạng cuồng vọng, buông thả, mà chẳng chịu chăng, không chịu chăng chứ không chịu tu. Nên chạy theo cuồng vọng, buông thả, mà không chịu tu đó, không chịu chăng. Vì sao? Trong giáo nói, có những kẻ đêm ma, chuyên thích cuồng quệ, chẳng chịu trì giới tu hành, vọng chấp những lời lẽ tương tự trong kinh điển như câu phiền não tức bồ đề, dâm nộ si tức phạm hạnh, rồi theo lời sanh hiểu, theo cái hiểu lại phát đập, mặc tình nói năng ngông cuồng, tội lỗi không lường được. Đó, đây là cái bệnh nạn. Cái bệnh nạn tức là cuồng vọng, là cái hiểu biết cuồng vọng rồi không chịu tu, lại dẫn kinh làm chứng để cho rằng cái không tu của mình đó là đúng. Bởi vì nói rằng chạy theo cái cuồng quệ mà chẳng chịu trì giới tu hành, vọng chấp những lời lẽ tương tự trong kinh điển như câu phiền não tức bồ đề, dâm nộ tức phạm hạnh. Câu đó xuất ở đâu? Duyên Giá với bên Duy Mang Cạc, rồi cũng ở bên kinh gì của ta mới nói này, Lăng Già đều có câu này. Thì quý vị thấy, ví dụ như lã ra một vị người tu, cư sĩ cũng như xuất gia, mình tu rồi thì cư sĩ thì giữ năm giới,
xuất gia thì 10 giới và 250 giới. Giới luật của mình thọ mà mình không chịu giữ, lâu lâu lại là có tham sân si, chịu nộ là si, để sanh. Dâm là tham, nộ là sân, tức là tham sân si. Mà cho tham sân si là phạm hạnh, là hạnh tâm tật. Chỉ vì họ hiểu quá là lầm lẫn. Bây giờ tôi giải cái câu thiền não tức bồ đề cho quý vị hiểu một chút rồi mới nói cái sai lầm này. Câu thiền não tức bồ đề chắc thực tế mình cũng thuộc lòng, ai cũng thuộc hết, phải không? Nhưng mà quý vị tức bồ đề chưa? Khi nào ai nói trái nổi giận lên thì lúc đó tức bồ đề chưa? Vậy thì nó thành cái gì? Nếu vậy thì phiền não là gì? Là si mê chứ không phải bồ đề. Bây giờ tại sao trong kinh nó nói phiền não tức bồ đề? Bây giờ tôi dùng cái ví dụ, quý vị theo dõi ví dụ hiểu. Ví dụ như ở trước đây chúng ta để một tượng Phật rất là đẹp, bữa nay để một cái tượng quỷ rất là quái dị. Bên đây là tượng Phật, bên đây là tượng quỷ, rất quái dị. Giờ mình để cái gương ở đây, thì gương nhìn vào gương thì chúng ta thấy gì? Thấy tượng Phật, thấy tượng quỷ. Như vậy thì tượng Phật, tượng quỷ ở trong gương này mới nhìn thì thấy tượng Phật đẹp trang nghiêm, tượng quỷ quái dị đáng sợ. Nhưng mà mình dùng trí quán sát thì sợ không? Thấy Phật và quỷ ở trong gương đều là cái bóng, phải không? Như vậy quỷ là bóng, Phật cũng là bóng. Như vậy quỷ là thí dụ cho phiền não, Phật là thí dụ cho bồ đề. Bồ đề phiền não mà chúng ta nói trên ngôn tử cũng là cái bóng. Mà cái bóng thì nó không khác nhau không? Phật là bóng thì quỷ cũng là bóng. Phải không? Như vậy thì phiền não tức bồ đề, bồ đề tức phiền não là như vậy. Phật là bóng, quỷ cũng là bóng. Quý vị không thể à, như vậy đó là một tình thứ nhất để thấy Phật, quỷ không khác. Phải không? Quỷ tức là Phật, Phật tức là quỷ, gì đều là bóng. Qua cái cảnh thứ hai, bỏ cái gương xuống, tượng Phật, tượng quỷ làm bằng gì? Tượng Phật nếu làm bằng thạch cao, tượng quỷ nếu là thạch cao, thì Phật thạch cao, quỷ cũng là thạch cao. Như vậy tượng Phật cũng từ thạch cao nặng lên, tượng quỷ cũng là từ thạch cao nặng lên. Thì tượng Phật đứng trên mặt thạch cao mà nói thì Phật thạch cao, quỷ tức thạch cao, thì quỷ tức là Phật, Phật tức là quỷ, phải không? Nó là cái thể không có ai. Rồi cái thứ ba nữa, đúng gì cái thứ ba là cái gì? Cái hai cái là cái món, rồi cái tượng, rồi cái thứ ba là cái gì? Là cái tưởng tượng của họa sĩ, của người nghệ sĩ mà đặt tượng. Thế nào? Khi ông đặt cái tượng thì ông cũng dùng bao nhiêu thứ thạch cao, rồi màu, rồi sắc để ông đặt ông vẽ thành tượng Phật trang nghiêm. Rồi ông đặt ông vẽ thành cái tượng quỷ kinh sợ, quỷ quái lạ lùng kinh sợ. Thì như vậy hai cái hình ảnh mà ông tưởng tượng, tưởng tượng vẽ ra, vẽ thành hình đó gốc từ cái gì? Từ cái tưởng tượng của ông. Thì cái tưởng tượng của ông nó có chuyện không? À, như vậy tưởng quỷ cũng là tưởng tượng, mà tưởng Phật cũng là tưởng tượng. Hai cái là tưởng tượng thì hai cái tiếp với nhau được không?
quý đỡ đỡ, Phật đỡ đỡ, thì Phật tức là quý, quý tức là Phật. Phải không? Như vậy thì Bồ Đề phiền não khác thì không khác. Khác thì không khác. Thấu suốt được lại đó, mới thấy phiền não Bồ Đề không khác. Còn bây giờ chưa thấu suốt, thấy được Phật, được quý Phật. Thấy được Phật thì mình lại, thấy được quý sợ chung. Thì lúc đó Bồ Đề phiền não là một cái này. Như vậy trong kinh Phật nói phiền não tức Bồ Đề, Bồ Đề tức phiền não, đó là nhắm thẳng cái thể không thật trên cái tánh giác. Nói Bồ Đề, nói phiền não là hai cái lối nói, mà hai lối nói là hai cái đối đãi. Đối đãi là không thật. Hai cái không phải thì nó tức với nhau được, phải không? Đó. Thì tất cả sự vật ở thế gian này đều do không thật. Bởi không thật cho nên nó tức với nhau. Bây giờ tham sân si đó, với phạm hạnh và thanh tịnh, thì hai cái đó đứng về mặt cái thể chất nó là hư dối. Hư dối cho nên cái này cũng tức là cái kia, cái kia cũng tức là cái này. Còn mình bây giờ nổi sanh là hư dối là thiệt. Khi nổi sanh lúc đó thấy dối là thiệt. Có người nào nổi sanh mà nói tôi sanh đây là sanh dối nha, thì lúc đó quý vị có tức không? Hay là quý vị nói sanh dối quý vị tự cười, phải không? Biết cái sanh là dối thì tự cười chứ có tức chẳng gì. Còn bây giờ mình nổi sanh mình đương tức mà tức thiệt. Mà tức thiệt thì với cái phạm hạnh là sao giống được, phải không? Như vậy thì hai cái khác nhau. Bởi vậy cái lời Phật dạy các vị Bồ Tát đến chỗ cứu kiếm, cái thể của các pháp nó không khác. Rồi mình là phạm phu đủ tất cả cái xấu, cái gì cũng thật hết. Mà lấy cái câu của Phật Tổ nói là cái chỗ để mà mình che lỗi mình. Ví dụ như mình bị mình tu mà ai đó mà chọc giận mình, cái mình nổi tức la lối toàn sọc, cái con người nào đứng gần thưa thầy tu mà còn sân vậy có phản không? Cái điều đó kiểu đạo đức Bồ Đề, đạo đức Bồ Đề thôi trong cái tâm kia chịu hết nhắc nữa. Phải không? Đó, thì đó là cái bệnh bây giờ ngày nay. Rồi thấy thấy người tu giới mình không cho phép mình uống rượu, mình ngồi quán. Mà hôm nào đó mình ngồi quán, mình uống rượu, rồi ngay đó Phật tử tới thưa thầy, theo giới luật thì người tu đâu có được ngồi quán, đâu có được uống rượu, mà tại sao thầy ngồi quán uống rượu? Thì nói sao? Dâm nộ si là phạm hạnh mà. Người ta tham sân si là phạm hạnh mà nó tính nói vậy. Thì như vậy dẫn kinh nộ lại cái người thực tế cho biết. Như vậy đó thì cái đó đúng không? Cái đó là cái lời của ma đó. Lời Phật nói với một cái tính chất khác, còn lời của ma nói với tấm tính chất khác. Ma nói để dọa, để áp đảo thế gian, còn Phật nói là để chỉ cho người ta thấy chỗ tận cùng chân thật. Phật chỉ chỗ chân thật tận cùng đó mà Phật nói. Rồi bây giờ những kẻ ma thì lợi dụng lời Phật, lời Phật đó để dọa nạt người ta, làm mình hiểu kinh, mình hiểu luật, để gạt lừa cái này. Đó là cái bệnh rất là trầm trọng. Mà quý vị thấy hiện giờ có một hai vị tu làm như vậy và nói vậy không? Chắc thời thế kỷ 17 có, đến cuối thế kỷ 20 này ta cũng không khác bao nhiêu, phải không? Cũng thỉnh thoảng có xảy ra như vậy. Đó là cái bệnh
mà gạt ngàn lại là cái bệnh hết sức là trầm trọng. Cho nên Ngài mới nói rằng rồi theo lời sanh điểu, theo biểu lại phát đạo, đó là phát những lời nói độc hại, không cần tu, không cần tu, không cần chứng, thì tu chứng là còn đắc tướng. Mặt tình nói năng ngông cuồng, tội lỗi không lường được, cái đó là cái lối nói ngông cuồng, tội lỗi không thể lường được. Họ chỉ có giải thoát trên môi, thừa giới, thừa và giới đều mất hết, hoàn toàn chẳng tu hành gì. Họ chỉ có giải thoát trên môi lưỡi, tức là có giải thoát ở trên đầu môi, trên chóp lưỡi thôi. Nói ra tôi tu hành giải thoát, đây là tôi là cái người quyết tâm đầu giải thoát, nhưng mà nói bằng miệng, bằng lưỡi, chứ không có hành ở trong tâm. Rồi thừa, thừa là giáo lý, giới là giới luật, đều mất hết. Giáo lý không thông, giới luật không có, hoàn toàn chẳng tu hành gì. Người như vậy là cái người không có tu hành gì hết, chỉ có nói dốc để mà gạt người thôi. Nên Hòa Thượng Vĩnh Ninh nói, còn mang tập khí vẫn bị nghiệp cảnh lôi đi, hiện hành đâu khỏi duyên ràng buộc. Bởi vì theo cái lời Ngài Vĩnh Ninh, Ngài nói rằng nếu người tu giàu có thấy, có hiểu được đôi chút giáo lý, nhưng mà cái tập khí muôn đời của mình nó vẫn còn nặng, mà không chịu tu thì làm sao mà dẹp được tập khí, mà không dẹp được tập khí thì vẫn bị nghiệp cảm nó lôi mình đi. Trên cái thiện hành đâu khỏi duyên ràng buộc, nghĩa là trong cái thiện hành hiện giờ của mình, tức là cái công dụng trên cái việc làm hàng ngày, có mà tránh khỏi cái duyên ràng buộc. Như vậy chúng ta tu rất là cẩn thận, rất là chín chắn, dù mình có thấy đạo, mình có hiểu đạo, nhưng mà những cái lời của Phật, của Tổ nói, mình dè dặt, không nên dùng nó để che lỗi mình, không nên dùng nó để dọa nạt người, mà phải kính cẩn lời Phật, lời Tổ, để rồi ráng tu hành dẹp sạch tập khí và dẹp hết những cái nghiệp, khỏi bị nó lôi cuốn, khỏi bị nó kéo mình vào trong ba đường ác. Như nói học hiểu ngàn ngày chẳng bằng trì giới một bữa, đó thì đây Ngài cũng dẫn cái hiểu và cái hành. Hiểu là học, học được hiểu nhiều, nhưng mà giới luật thì không giữ, thì cái hiểu đó nó không đi tới đâu. Cũng như có một số Phật tử ngày nay học đạo, hiểu đạo, rồi biết nói những cái lời rất là hay, rất là đúng với Phật Tổ, nhưng mà năm giới không giữ, giữ gặp rượu thì nhào lại ngồi, thì nói xin tin là việc trên trời trên mây, mà rượu thì bỏ không nổi, thì như vậy được chưa? Đó là chỉ rằng mình hiểu mà giới không giữ thì cũng chưa là xứng đáng với cái hiểu. Người tu càng càng thận hơn, dầu cho mình hiểu, mình nói người ta quan nghênh, người ta hưởng ứng, nhưng mà cái hành động của mình, cái giới luật của mình thì không giữ, thì cái hiểu đó chưa cứu được mình. Tại sao tham ngư dân trên ngữ giải nhận thật quả
nơi địa ngục, dối mình lừa người, cam bị chìm đắm. Ngài đặt câu hỏi, tại sao mà mình lại tham cái hư danh trên ngữ giải, trên lời nói, trên cái hiểu biết, mà nhận cái quả địa ngục thật, cái quả địa ngục thật, nhận thật quả nơi địa ngục, tức là cái quả địa ngục thật ở địa ngục, rồi dối mình lừa người để cam chịu đắp chìm đắp, nghĩa là dối mình lừa người cho suốt một đời, cuối cùng mình bị xuống địa ngục. Như vậy thì sao? Hay là dở? Tưởng đâu nói cao nói giỏi là hay, nhưng mà nói cao nói giỏi đâu phải được cái quả địa ngục. Đấy chỉ là bỏ của ngâm cuồng, thật đáng thương xót. Ông già này ông không nghe hết. Đấy là bọn sủa ngọc cuồng, cái gì sủa giống cho điên sủa bậy chứ nó thôi, chứ còn không có cái lẽ thật, không có giá trị. Nghe nói mà nói càng nó vướng đó, giống như cho điên sủa bậy, thật đáng thương xót. Như vậy thì cái lời vỡ này cũng là khá nặng, nhưng mà bệnh nặng thì phải có thuốc mạnh. Thuốc yếu mà bệnh nặng nó đâu có mạnh, đâu có lạnh. Những người nặng này tức chẳng chịu tranh. Những người nặng như vậy thì không bao giờ chịu tranh đâu. Tranh đâu tức là chịu tu. Đó là nặng thứ nhất. Mà quý vị nghe, chúng ta không có chỉ nghe thôi, mà phải kiểm nghiệm lại, nhìn lại nỗi tâm mình, nhất là người tu, nhìn lại nỗi tâm mình, coi mình có nhướng những điều bệnh như vậy không, phải không? Nếu có thì phải trị ngay đi, chứ đừng để nó thành bệnh. Rồi mình nhìn lại cùng cái giới tu hành với mình, thỉnh thoảng thấy ai có bệnh như vậy không? Nếu thấy thì cũng ráng trị dùng, trị không được thì chỉ thuốc dùng, mà chỉ thuốc không được thì thôi, chắc tay tay dài, rồi tôi chứ đừng có lý luận. Đó là cái thứ nhất, cuồng vọng buông thả. Rồi cái hạng người thứ hai thì đây, cái hạng này nhà cho là cái hạng đỏ. Hạng thứ hai, rơi vào chia rẽ mà chẳng chịu tranh. Chia rẽ tức là học đạo cứ lo phân tích câu lời, rồi nói chặt lựa câu cho hay, lời cho khéo, vân vân, mà không có chịu tu. Vì sao? Vì tổ sư nói phần nhiều người có thông minh, học chăm săn tìm nơi giáo điển, ghi chú chương cú, chấp vào tên giả pháp thân, chia sẻ đặt mặt trên danh tướng, loan quát chỗ này vá víu chỗ kia suốt cả năm tháng. Đó. Cái ngồi đó dạy cuốn kinh, cuốn sách ra phân tích, chia sẻ cái này thuộc về tướng tâm, cái kia thuộc về tánh tâm, cái tâm kia nghe thì chậm lắm, tưởng như mình thông minh tuyệt đối vậy, nhưng mà sự thật thì chỉ có cái thân chia hay là phân tích cho rành rẽ danh tướng mà không chịu tu. Mỗi người do tâm dành cái thấy của mình mà không có chỗ sống thật. Rồi người này nói và chiến ra, người kia tránh lại, thì như vậy thì cuộc chiến với nhau cãi qua cãi lại, rốt cuộc không chịu tu hành đó. Thì quý vị xem kỹ cái gia này, hiện giờ có những người vậy không? Chắc có. Tại sao tôi nói nhỏ? Nói lớn cho bà con giảm. Thế nên phải biết, trẻ đói đi ngang qua hàng thịt, miệng nhai mòn hòa, chỉ thêm lòng thèm khát, không giúp gì được bụng đói. Nghe chung cái ví dụ,
nghe thấy cũng rất là đau. Trẻ đó chúng ta được thấy đứa con nít đó buồn, qua mấy hàng thịt thấy người ta ăn thì nó cũng bắt chước lên nhai. Nó nhai, người ta ăn nó nhai, nó no, là nó ăn nó nhai. Nó nhai không, không có thịt, không có cá, nó no thôi. Nó nhai thì miệng cũng mồm làm vậy, mà chỉ thêm thèm lòng thèm khác, không giúp gì được cho bụng đó. Đó, như vậy để thấy rõ ý nghĩa cái vụ này, cái người thịt người ta được có ăn, người ta ăn thì nó no, mình không được có ăn mà cũng giả bộ nhai ăn thì có no không? À, đó, để thấy là chư tổ ngày xưa, các ngài học, các ngài tu đến nơi đến chốn thấy được cái lẽ thật rồi, cho nên các ngài nói ra giả sử có cái chỗ nào sửa lại những cái sai của kẻ khác, đó là vì cái lòng chân thật, vì cái tâm từ bi mà sửa kẻ khác. Còn mình bây giờ mình nói ra cái gì mà ai chấp lại cho mình nổi giận lên, mình tranh luận, tranh luận thì tưởng như là mình cũng nói khá là hiểu chánh thanh thanh, nhưng mà lúc cuộc rồi thì chỉ là tăng theo cái danh hảo quyền thôi, chứ không có thật. Hạng người này chỉ lo nói thiền trên miệng, dù ghi nhớ chương cú, chỉ ôm lòng ngã mạn để lấn lướt người. À, nói thiền mà thiền ở trên miệng, chứ không nói thiền ở trong tâm. Rồi nói câu này dẫn cho kia thuộc lòng đó nghe hay lắm. Đó là để cái lấn lướt người ta thỏa mãn lòng ngã mạn của mình thôi, chứ không có gì. Đây là cái hạng khô hạnh thứ nhất trong hạng tăng. Thì đây là cái hạng tăng mà cái hạnh khô nhất. Hơn nữa, không có công phu tu hành chân thật, luôn thêm khẩu nghiệp rất đáng thương xót. Nói pháp người này chỉ giúp người kia, dẫn kinh dẫn sách hay lắm, nhưng mà đó là chỉ có ngoài miệng, chứ trong lòng thì không có tu. Như vậy thì chỉ tăng thêm khẩu nghiệp, đó là những người rất đáng thương xót. Kẻ như thế nên chẳng chịu tăng, người như vậy cho nên không chịu tu, cứ lo dạch kinh này sách kia tìm kiếm để mà phê bình và chỉ trích thiên hạ thôi, mà mình thì mình không tu. Đó là cái bệnh những người thứ mấy. Người thứ hai là bệnh này thuộc về bệnh đỏ đó nghe, chứ không bệnh nhẹ. Đến cái hạng thứ ba, rơi vào si không. Chữ si không là cũng là cái từ chủ yếu mà chẳng chịu trang. Vì sao? Người xưa nói kẻ học đạo dòm thấy một chút pháp không, rồi nghe người tụng kinh niệm Phật lễ bái thực hành các hạng, các thứ hạng liền bảo pháp địa danh tự. Nếu theo danh giả thuyết, theo danh giả thuyết quyền, giả thuyết quyền thì càng thêm hư vọng. Tức là cái pháp là lìa danh tự. Nếu mình theo danh, theo giả thuyết quyền, quyền tức là những cái tạm dùng, thì như vậy thì càng thêm hư vọng. Đây là cái câu mà chúng ta cũng phải nghiệm. Hiện giờ tôi thấy có một số người tu mắc bệnh này cũng khá nặng. Nên là do hiểu được một chút không, rồi cắt cái không đó, nên gọi là si không. Rồi nghe ai mà tụng kinh, ai niệm Phật, ai mà lễ bái nhân dân, để thì chê chấp, nói đó nên tất cả pháp là lìa danh tự. Nếu mà theo danh giả, theo cái danh giả cái thuyết quyền, quyền tức là cái thuyết tạm, thì càng thêm hư vọng.
đó, để dẹp cho, để chê cách cái người tụng kinh, cái người niệm Phật, cái người lễ bái. Đây là cái hạng người trong tâm mà niệm cái nhau, đó, trong tâm và mà niệm cái nhau, nghĩa là trong tâm thì không chịu tu, mà ngoài niệm thì chê người ta tu. Đâu cảm thấy Kinh Lăng Nghiêm nói câu này sửa: này các Việt Nam, nếu ở trong kinh kia thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm sáng tỏ, tự cho mình đã đủ thì có một phần đại ngã mạn bị ma nhập tâm phủ. Cái câu đó sửa lại: này các Việt Nam, chúng ta nếu ở trong kinh kia, ở trong đỉnh kia, kinh kia, ở trong đỉnh kia thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm sáng tỏ, tự cho mình đã đủ thì có một phần đại ngã mạn bị ma nhập tâm phủ. Họ bảo một niệm vượt qua vô số kiếp, trong tâm còn xem thường đã mười phương Như Lai, cũng chi hàng thanh văn duyên giác ở bậc dưới, chẳng lẽ khác nếu không kinh thường kinh tưởng cho đây là đồng vàng gỗ đất. Họ bảo nhục thân là trên thường mà chẳng tự cung kính, lại sùng ngộ gỗ đất thực là điên đảo, quả là ghi lạc người sao vậy. Trên bên kia đó là cái điều mà Ngài Quản Trí dẫn trong Kinh Lăng Nghiêm để lập chứng cho cái lời mà Ngài vỡ đất ở đây. Thì trong Kinh Lăng Nghiêm Phật bảo các cái vị tâm hội là: này các vị nam tử, nếu ở trong định kia, tức là người được nhập định, thấy sắc ấm nó tiêu, khi đó phá được cái sắc ấm, thọ ấm được sáng tỏ, tự mình cho mình đã đủ, mới phá được sắc ấm, qua cái thọ ấm thì cho mình đã đạt xuống kiếp rồi, thì có một phần đại ngã mạn, khi đó sinh ra cái tâm đại ngã mạn. Mà khi cái tâm đại ngã mạn nó sinh ra, bị ma nhập tâm phủ, nó vừa tới tâm đại ngã mạn thì bị ma nhập vào tâm, cái tâm phủ của mình, cái tâm can lục phủ đó. Và khi tâm họ bị ma nhập rồi thì họ bảo một niệm vượt qua ba vô số kiếp, trong tâm còn xem thường cả mười phương Như Lai, huống chi là hàng thanh văn duyên giác ở bậc dưới. Bởi vậy cho nên họ không có lẽ thắc khiếu thường kinh thường kinh tự cho đây là đồng là vàng là gỗ là đất. Rồi lại bảo là cái thân thể của mình á là cái thân chân thường, mình phải tự cung kính. Rồi đi lại đến cái tượng gỗ tượng đất mà mình cung kính thì đó thật là điên đảo. Cái thân mình là cái thân thiện là thân phật, còn những cái thân thật bằng vàng bằng gỗ bằng đất đó là cái thân bằng các thứ bên ngoài, tại sao cung kính nghĩ như vậy? Giờ khuyên người ta biểu tình làm cái điều đó, cho làm như vậy là điên đảo. Quả là làm nghi lạc người sao vậy? Đó, cái kẻ này là kẻ làm cho người sao họ sanh nghi lạc, không có biết được cái nào đúng cái nào sai. Như vậy đó là dẫn cái lời trong kinh: phải biết chấp tâm mà phá tướng như thế đều là quyến thuộc của ma. Nghĩa là mình mới học về cái lý bát nhã có một chút mà đi phá tướng như vậy đó, đó là mình đào thân của ma rồi, chứ không phải là thiệt. Mặc cho tất cả đều không, sanh tử cũng không, nhưng vua Diêm La chẳng không thì làm sao đấy. Nói rằng sanh tử không, niết bàn không, Bồ Tát không, Thanh Văn không,
Nhưng mà cuối cùng ông vua như Diêm La ông không, cho nên bắt xuống dưới ngồi. Đó là để nói những cái người đạt lý chưa đến nơi, tu hành chưa phải xuống kiếm mà tự tranh chấp ngã mạn, rồi nói khinh thường tất cả kinh tượng, khinh thường tất cả các quả vị thanh văn v.v. Đó là cái người sai lầm, rồi dẫn người ta đến chỗ sai lầm. Như vậy đó là người thành là đáng thương xót. Hạng người chấp không này tức chẳng chịu tranh, bởi vì là chấp không nhưng nó đâu có chịu tranh đâu. Ở đây các quý vị nhớ, chúng ta ở đây học lý đạo, biết Phật nói các pháp không hiểu, nhưng mà tối nào cũng phải sám hối, tối nào cũng phải lại Phật, phải không? Đó. Chứ không phải cho không thể được cái gì cũng không làm hết, thì đó là cái chấp, là cái bệnh. Đó là cái bệnh thứ ba. Bây giờ tới cái bệnh thứ tư. Bệnh thứ ba này cũng thuộc cái bệnh loại gì? Lại đọa đó, đọa được một đó, cho nên nó vui như la khắp chẳng không đó. Vốn là rơi vào tùy duyên mà chẳng chịu chăng. Vì sao? Người xưa nói tùy duyên tiêu cự nghiệp, hồn nhiên mặc áo xiêm, chỉ thuận theo thiên chân, buông hạnh tự còn đủ. Dở chân, hạ chân, cái gì chẳng phải là nghiệp thanh tịnh, cần chi nhiều thứ khảo sát. Đây là dẫn những cái lời của Ngài Lâm Tế, Tổ Lâm Tế. Bởi vì với Tổ Lâm Tế hay là các vị tổ khác, các ngài ngộ rồi, nơi tâm nó không còn cái phiền não nào che lấp nữa, và không có vọng tưởng nào lôi kéo sống dậy nữa, cho nên các ngài mới nói tùy duyên. Còn mình bây giờ thì vọng tưởng thì đầy, mà phiền não thì cũng cả đất, thấy không? Nghĩa là vọng tưởng thì đầy không, thì phiền não cũng đầy cả bao tử, không có chết nào trắng hết. Mà lời nói tùy duyên. Ví dụ có nhiều Phật tử hay hỏi từ chỗ này, cái giả sử mình tu biết đã chút chút rồi thì mình sống tùy duyên, nếu tới đâu mình đã mời uống rượu, nếu mình không uống thì mình không biết tùy duyên. Như vậy thì cái này được không? Tôi biết suy nghĩ tôi mới nói sao? Nếu nói được thì tùy duyên kiểu đó, thì gặp rượu thì tùy duyên rượu, gặp cái gì tùy duyên thế này thì biết là biết lắm sao nữa. Thành cái tùy duyên đó là cái tùy duyên xuất địa ngục. Đó là cái điều rất quan trọng. Ở đây là tôi nói đại sự mà tôi không kể tên. Có một ông Phật tử, không biết ông tu tới mức nào. Mà kia là tôi thì mắc mặt ông đó. Thì tôi nghi, thì biết ông chắc không rượu. Khi nói chuyện thì có cái mùi rượu. Dạ, ông nói chuyện thiền rồi, tôi nói, tôi thiền đã uống rượu sao? Thì ông trả lời tôi, tự nhiên là thế. Không được nắm chắc. Thì cái đó là gặp phải cái bệnh tự nhiên này. Đó là tôi mới gặp cái cư sĩ rồi, tôi chưa gặp mấy ông xuất gia. Bởi vì trong đây, Ngài đã dẫn hết cái đoạn của Ngài Lâm Tế để cho mình biết tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mà áo tiêu. Thành ra chữ tùy duyên này tôi thường hay nói đói, ăn, mệt, ngủ đó. Nghĩa là mình gặp duyên, gặp cảnh thì mình phải sống linh động ngay như đó, đừng có bị kéo dài tận biểu. Thì như vậy nó là tùy duyên. Ví dụ như đói thì cứ ăn, đừng có nghĩ đòi món này món nọ, đừng nghĩ cơm ngon cơm dở, mà thì ngủ chỉ không qua kia bỏ đi, thì đó là tùy duyên.
cái này nó tùy duyên, người gặp rượu cũng rượu, người gặp tất cả đều làm cho hết, thì mình tùy duyên, thì tôi cũng là hàng tùy duyên. Vậy đó, từ ngày Lâm Tế chạy tùy duyên tiêu nghiệp cũ là vậy đó. Những cái quan kia, những cái phiền não cũ, do mình biết sống tùy duyên cho nên nghiệp cũ nó tiêu bò, hồn nhiên mặc áo xiêm, mặc áo thì cũng vẫn cách tự hồn nhiên chứ không có suy ngẫm, không có phải suy tính gì hết. Chỉ thuận theo thiên chân, tức là thuận theo cái tánh chân thật của mình, buông hẳn tự cầm đủ. Nghĩa là phải sống đúng với cái tánh chân thật thì buông hẳn cầm đủ. Nếu được như vậy thì dở chân hạ chân cái gì chẳng phải là bị thanh tịnh, cần chi phải nhiều thứ đạo tác, đó là các ngài để sống được với cái thiên chân. Còn mình đương sống với cái vọng tưởng, mình làm theo cái gì sống theo cái thiên chân thì nó chặt quá xa. Lại bậc tiên đức nói, tức tâm tức Phật đâu nhờ tu hành. Lại giảng tức tâm tức Phật, tức là mà tổ thường nói tức tâm tức Phật. Hạng người này như con chó đuổi nó bóng tròn, chẳng biết là lời nói nhất thời trong cửa tổ sư nhân bệnh mà cho thuốc. Bởi vì các vị tổ, các ngài đã sống được cái chỗ đó, thấy ai có bệnh, các ngài tùy duyên mà phá cách cho. Rồi mình lại lấy cái đó, mình làm cái chỗ tu, mà khi đó thì mình chưa được. Mình chưa được thấy cái chân, mình chưa sống được cái chỗ tâm cảnh như như mà mình nói ra các ngài, thì đó là giống như con chó đuổi theo cái bóng vậy đó. Thấy cái bóng lăng xăng tưởng có người chạy của ông sọc, lúc cũng không ra gì hết. Vì vậy nên biết tùy duyên mặc tình chẳng phải là không làm gì, nhận lập cơ tổ nắm đáp phải cho lạc đạo thịnh đáng thương xót. Nghe tùy duyên nó các tổ, tùy duyên không phải không tu, tùy duyên là đừng để cho một cái duyên nào tới làm cho tâm ý mình phải bận biểu, phải rối rắm, và mình phải giải quyết một cách đơn giản, nhanh nhẹ, cho nó an bình đó. Thì đó là biết tùy duyên. Mà như vậy thì các ngài đã tu cho cái tùy duyên. Còn mình giờ không biết là chắc cái câu đó, rồi cái gì cũng tùy duyên hết, dụng đâu làm đó, đó là tùy duyên. Thì tùy duyên nó còn hơn mà mấy cái chú ở ngoài chợ đó, nghĩa là chú đi chơi cái gì cũng chơi hết, thì đó tự nhiên thì đâu còn gì là đạo lý, đâu còn gì là tu hành. Hạng người sai lầm này tức chẳng chịu chăng, như vậy thì cái hạng sai lầm này không chịu chăng, thì như vậy bốn hạng rồi đều là nằm trong cái đọa, tức là những cái nghĩ, những cái sai lầm đó đều có thể đọa vào địa ngục. Năm, rơi vào vua lệnh theo quyền thế mà chẳng chịu chăng. Vì sao? Chỉ vì chẳng biết xấu hổ, cứ lo khe khoan tiếng tâm, quên mất cả đạo đức, bỏ phê phép tắc luật nghi, không còn gì là chừng mực, buông lung ra tình riêng mà đến nỗi như vậy. Đó. Đây là theo những người quyền quý định hóa họ để mà khoe khoang mình thân ông này quen với bà kia, những người cao, để rồi tâm đạo đức mình không có, chẳng biết gì bậc trước tu hành hết. Đó là cái người chỉ vua định theo quyền thế. Trái lại họ chê người thật thà chất phát là quê mùa. Ai mà hiền lành ở trong non trong núi tu, ôi cái thầy quê mùa ăn nói sơ bộ dốt nát quá, phải không? Thật thà chất phát vì họ chê là ca nợ, để quên quan tự đắc là danh lợi,
là người nào nói quên quan thì chờ đó ông này sẽ lâm lợi. Do đó cứ buông thả tình dục, chẳng biết hồ thẹn, tự hay định hót kẻ thế lực, nương gá như cửa quyền quý để mưu lấy tiếng tăm lợi lộc. Thường thì hạng người này, chữ hạng cho mấy bạn, thường thì hạng người này chẳng nhận gốc, được nhận rõ gốc đạo, đắm đuối nơi sâu ái biển dục, đành tự cam chịu chìm liệt, một mai quả đầy cứu hết, vì dục cầu chắc bỏ thầy bạn chịu lây. Hạng người như thế nên chẳng chịu chăng. Thì đến cái hạng này thì chúng ta nhìn lại nó cũng có rất là khá nhiều đó. Do buông thả cái tình dục chẳng biết hổ thẹn, tự hay định hót kẻ thế lực, nương gá nơi cửa quyền quý để mưu lấy tiếng tăm lợi lộc. Như vậy thì những cái hạng người này chẳng nhận rõ gốc đạo, tức là họ không biết rõ cái gốc tu hành, cái gốc đạo đức như thế nào, rồi đắm đuối nơi sông ái biển dục, tức là chạy theo cái ái dục của thế gian, đành tự cam chịu chìm liệt để vùi mình, đắm mình trong cái biển ái. Rồi một mai quả đầy trước hết, quả đầy cái quả mà nó đầy mặt đầu, đổi bước thì đã rồi, chừng đó là sao? Chừng đó bị người trời giác bỏ, thầy bạn cũng phải chịu lây, lúc đó không ai được dựng hết, rồi phải mang quả. Hạng người như thế nên chẳng chịu chăng. Như vậy thì năm hạng người trên là năm hạng người không chịu chăng đâu. Mà không chịu chăng đâu thì năm hạng người này là năm hạng người đọa địa ngục, cho nên gọi là năm hạng tăng đọa. Thì qua những cái này, quý vị tự dùng con mắt đạo đức nhìn sẽ thấy hiện tại không có phải thiếu, phải không? Không phải thiếu năm hạng đó đâu, mà không thiếu để người ta, để người ta không thiếu gia đình đó, mình nằm ở trong đó nó là buồn lắm, phải không? Mình nằm một trong năm hạng đó là buồn lắm, phải ráng mình nhảy ra cho khỏi, đừng có để kẹt ở trong đó. Rồi có hạng thứ sáu, hạng này là hạng gì? Cái phần sau này là nạn lười biếng. Hạng này chắc là chúng tôi khá đông mà. Hạng thứ sáu, thân tuy xuất gia mà chẳng chịu an tâm vào đạo, lại thuận theo pháp rỗng, pháp rỗng chứ không pháp không, chứ không, nhưng mà chứ không đây hay là rỗng, luận lại thuận theo pháp rỗng, chỉ lo giữ gìn thân quyến, cao chuốt dáng vẻ bề ngoài, biến nhát mà chẳng chịu chăng. Cái hạng này chắc cũng hơi cao là phải không? Lo giữ gìn thân quyến theo pháp rỗng, pháp nó lắm, mà thân này là thân quyến mà lại thích thời đó thân sắp nó tuy đi tu mà muốn ăn mặc cho sai, muốn mình cho đẹp, muốn đủ thứ hết để trao kia cái bên ngoài để gìn giữ cái thân giả dối. Rồi người biết giờ tu thì ngồi vượt lên vượt xuống, còn đi ra hết dốc thì nói quên thôi. Thì đó là cái người biến đó, thì đó là cái hạng gọi là đi theo pháp dẫn mà không chịu chăng. Vì sao hòa thượng Thiên Như nói thời gần đây có một hạng xuất gia tuy nói lìa tục mà thoát tục chẳng trừ, chọn nói xuất trần mà trần duyên trần chẳng khác đứt. Nói xuất trần mà những cái gì mà trần đem vô là thích. Kinh giáo vốn không rõ biết, tham thiền lại chẳng nhận hiểu, tâm vượng chạy mãi, ý ngựa đuổi dông,
thành bày thành rọi ồn ào cả ngày, chẳng những lúa hao của Đức Thí cũng là cho vùi thánh linh chính mình. Đến khi nhắm mắt, đường trước chẳng biết đi đâu, tức là uổng vào nơi cửa không, sống đã vô ích, chết lại lạc loài, đáng thương. Cái bệnh này đừng ráng nghiệm lại coi, bệnh có mắt đi không nghe. Ai mà xét cho thật kỹ, nhìn cho chín chắn, nếu lỡ mình có mắt thì phải sửa liền nghe. Bởi vì cái bệnh này là cái bệnh rất là đáng thương. Đi tu là tốt làm gì? Chứ đâu phải đi tu là tốt để cho thân này đẹp đẽ, đi tu để tốt được sung sướng, để tốt được phụ hưởng. Mà những người đi tu lại mắc kẹt ở đây thì thật là dở. Bởi vậy nên ngài dẫn thì Phật tử thiên nhiên nói nè, thời gần đây có một hạng xuất gia tuy nói lìa tục mà thoái tục chẳng trừ. Lìa tục là vì sao? Cái câu này ở trong kinh Tín Phật Nhị Chương, Đức Phật nói, tôi nghe tôi muốn giỡn người. Tôi nói người đi tu là tốt, xuất gia lìa ngũ dục lạc thế gian. Ngũ dục lạc thế gian đó là tục, là thế tục. Mình lìa ngũ dục đó là lìa thế tục. Vậy mà khi đi đạo đạo rồi thì cái thoái tục chẳng trừ, không bỏ, không bỏ ngũ dục lạc. Ngài Phật nói nếu người đi tu rồi do chán ngũ dục lạc mà bỏ đi tu, mà nếu trở lại thọ dục ngũ dục nữa, giống như người chán cái đạo ở trong cổ mình khạc ra nhổ xuống đất, rồi tiếp tiếp là gì? À, là liếm cái đạo đó. Nghe lời người không? Thì nếu mình muốn hưởng ngũ dục thì cứ ở thế gian mà hưởng đi, có cái gì hưởng đấy, làm hưởng là chán, chán bỏ đời đi tu. Đi tu tức là cái cho ngũ dục thế gian là cái đắng chát, cái đắng nhờn, không thích. Mà tại sao vô tu rồi lại thích cái đó lạ? Thì chẳng khác nào mình gớm cái đờn, cái đàm ở trong cổ mình khạc nhổ xuống đất, nhưng mà nhổ rồi tiếp tiếp lại gớm rồi. Ai nhớ làm được đó? Nó là cái lời phần vỡ, tổ vỡ cũng giống như vậy. Cho nên nói, chọn nói sức trần mà duyên trần chẳng, người trần chẳng khác đứt. Bởi vậy ở đây tôi có cái gọi là cố gắng, có những người chưa được cắt đứt được cắt dùng. Bởi vậy cho nên từ từ hồi đi tu á là bỏ cha bỏ mẹ đi tu, cha mẹ than khóc mấy cũng dứt khoát đi, để đi khám nhớ không về học. Thì sao? Nó muốn cắt, cắt mà là không đứt. Tôi muốn nói lại, bây giờ chỗ đây tôi cắt 3 năm không cho về. Như vậy là tôi cắt dùm, giờ tôi cắt thì mấy gì đứt. Đứt thì nó khỏe, dễ mới làm được cái chuyện mình muốn làm. Kinh giáo vốn không rõ biết, tham thiền lại chẳng nhận hiểu. Tu mà không hiểu kinh, không biết tham thiền thì như vậy phải tu cái gì? Cho nên phải hiểu kinh, phải biết thiền. Tâm vượng chạy mãi, ý ngựa rủi dân. Nghĩa là các tâm để cứ đủ thứ lăng tăng vượng tộn chạy ngược như xuôi hoài, ngược thành bay thành đội, ồn ào thành ngày, thành bay thành đội. Thực ra có nhiều khi ở trong chùa 5-7 người thì có đôi ba đội, phải không? Chia ra 3-4 người học nhóm, 3-4 người học nhóm,
mới làm việc đặt cái bài chứng tăng chất, nói chuyện trong trên, trong dưới, chuyện ngoài trời, trong đạo đủ hết. Thành ra hồn nào cả ngày, nó không mất hết thì giờ quý đó của mình. Như vậy đó là nói là thật bày, thật đổi giống như cái gì? Hồn nào cả ngày, cho nên mình tu phải làm sao cho cái tâm của mình, tâm vượng và ý kỷ đó, nó dùng tâm vượng nó ngủ, con khỉ cũng ngủ, thì con ý ngựa đó cũng mệt mệt, nó nằm, mình để cho mình thảnh thơi được chút, đừng có ồn áo. Như vậy thì có mấy cái lỗi, chẳng những hao của tính trí cũng là chôn vùi tánh linh của mình. Hai cái lỗi lớn, sống nhờ của đàn na ví chủ mà mình không chịu tu, đó là mình lập của hao của tính khí mà không có phước. Rồi cái tánh linh của mình sẵn sáng mà bị cái tâm vượng ý kỷ đó, ý ngựa nó che khuất hết, không có được hiện tiền. Đến khi nhắm mắt đường trước chẳng biết đi đâu, đến khi sắp chết giờ biết mình đi đâu, tôi không cái gì ra cái gì hết, không biết đi đâu. Thật là uống vào nơi cửa không, thật là uống vào trong nhà đạo, sống đã vô ích, chết lại lạc loài. Đời sống không có ích cho ai, mà khi chết thì vơ, không biết đi đâu. Đó là những cái nỗi khổ của người tu không ra gì đó. Hạng người như trên là vì cơm áo, vì cầu an vui. Người này đi xuất gia là vì muốn được chùa cho có cơm no áo ấm, muốn được chùa cho có bạn bè nói chuyện cho vui. Xuất gia như vậy thật đáng đau xót, nếu đi tu như vậy thì đáng buồn, đáng đau xót lắm, không có ý nghĩa gì hết. Đâu chẳng biết kinh Bảo Tích nói, đây là dẫn kinh làm chính: quán nơi thân có 40 thứ lỗi lầm. Nghe là trong kinh Bảo Tích dạy mình quán cái thân tứ đại này nó có 40 thứ lỗi lầm, mà đây thì chỉ dẫn một số thôi trong những hết. Hoặc nói nó là một tù tham dục. Cái thân tứ đại này là cái ngục tù tham dục, mình mang nó rồi những cái tham lam, cái ái dục nó chứa đầy trong đó, cũng như dồn mình trong cái ngục tù tham dục đó. Hàng vị phiền não trói buộc, đó là bị cái dây phiền não nó trói buộc. Hai thân này bị phiền não nó trói buộc là hố nhơ nhớ. Thân này là cái hố toàn là đồ nhơ dồn dưới hết. Mình nói đồ nhơ dồn chứ còn thường thì thấy ăn cũng đồ ngon ngon, tươi tươi, trong con dơ. Nhưng mà khi chưa có nhai, chưa có nuốt thì nó là tươi, là thơm, là ngon. Nhưng mà nuốt phải bỏ rồi thì nó thành gì? Thành được chưa hết trơn. Thì dồn chứa đã thành một cái hớ hố nhơ nhớ, luôn bị các trùng rút vía. Ở trong đó các vi trùng nó kiểu nó rút, nó đục chỗ này chỗ kia, nó khoét chỗ nào, quý vị có bị nó đục không? Người nào cũng bị trùng nó đục chỗ này chỗ kia, cho nên nay nó than bệnh này, nó than bệnh nọ, nó phá vỡ trong đó, nó xíu đến gì đâu đó. Tạo nhà xí. Cái thân này giống như cái nhà xí vậy đó. Thì quý vị thấy cái nhà xí mà mở cửa ra cái nghe mùi thôi. Cái thân này mà nếu không khéo ăn, không khéo xúc miệng và đàng hoàng, thở ra thì nó có nghe hôi không? Mở cửa cái nghe nó hôi rồi. Với năm điều bất tịnh, năm điều bất tịnh nhớ nhớ của ta, như cái túi lũng với chính lỗ thường để ra. Cái thân này như cái túi lũng, chính lỗ thường để ra. Chính lỗ lỗ nào?
hai lỗ tai, hai mắt là hai lỗ, hai lỗ tai, là bốn, hai lỗ mũi, sáu miệng là bảy, hai dưới. Như vậy nếu là một cái thân quý thì chắc là chính cái chỗ đó nó ra và thích tốt không? Bây giờ mình coi chính cái chỗ đó ra không gì tốt không? Cái quý nhất, cái mắt, mắt sắc mà anh làm gì à? Cái tôi vốn không? Lỗ tai phía trái tôi vốn không? Lỗ mũi phía mũi tôi vốn không? Thì như vậy tê người ta nó dính chứ. Bởi vậy cho nên ở đây trong kinh Phật chỉ cho chúng ta thấy cái thân của chúng ta lẽ thực nó là như vậy rồi, nó không có ra cái gì hết đó, đã phải như đó thôi, còn nữa đó. Rồi nó là thắng độc nóng giận, khi mà nổi nóng lên thì con mắt đỏ ao hơi hấp, rồi cái miệng nó tẩy cho bà gần như tránh độc nó cắn bà dế lên thì là hại tâm và thương tổ huệ mạng, là quỷ la sát ngu si, giống như quỷ la sát ngu si, gặp cái gì cũng ham, gặp cái gì cũng thích, chấp ngã kiến mà nhai nuốt cái trí thân, giống như giặc dữ cả thế gian đều muốn tránh, ai thấy cũng sợ mình hết, đồng với chó chết, đồng với cái thiên chó chết thì các thánh hiền được xa bỏ, người gần mình khôi quá, cái này chịu không nổi, cho nên các này bỏ, giống như mình thấy cái thiên chó chết thì chẳng bờ chắc như cây chuối như mỏng vỏ vân vân, vô thường như lửa nhé, như diện xẹt, dù cho nó ăn uống mà trở lại thành thù địch, ngày nào cũng kinh cung nuôi cho ăn uống, mà ăn uống vậy thì nó có chịu để mình bình yên không? Ăn uống vậy mà ít bữa cứ thanh bệnh này bệnh kia nó đã trả ơn mình bằng cách đau đó, nên là bằng thù địch. Trường đem đồ nuôi dưỡng mà không biết đền ơn, mình nuôi dưỡng và nó không đền ơn cho mình hết trơn, tới ngày cuối cùng nó rã tan hết, rồi mình mới chịu khổ. Thì như vậy kiểm điểm lại thân này nó có cái gì là quý, có cái gì quý chưa, vậy đó mà cứ lo kinh dưỡng nó, thanh tiêu nó, săn sóc nó như vậy suốt cả ngày, mà săn sóc cái thứ đồ bỏ thì nghĩ mình khờ hay mình sáng, khờ hay sáng, thật là khờ. Bởi vậy nên tôi có nhiều khi nói thẳng, tôi nói rằng nếu thân này là mình thì khi chết chừng khoảng đôi ba ngày mà không chôn để trần ở ngoài thì lúc đó bắt ai dám gần mình không? Những người mà lúc mình chưa chết học thân lắm là tìm đó có dám gần không? Họ đứng xa, còn nếu để thêm chừng 5-10 ngày nữa thì chẳng những họ chứ không dám gần, không dám ngó nữa, mà lại cũng không dám đứng gần, là vì đứng gần phải bịt mũi. Thì như vậy cái tồi tệ đó lại là mình sao? Thấy không? Cái tồi tệ đó lại là mình, chuyện hết sức vô lý. Mình có cái cao thượng, sáng suốt, thanh tịnh mà bất sanh bất diệt, không chịu tìm ra cái đó, lại bảo vệ gìn giữ cái tạm bỡ bệnh thiểu nhớt nhúa đủ thứ, thì vậy mình có khôn không? Khôn rồi. Vậy đó mà nhiều khi tu rồi nó lâu thôi thôi, thấy không? Vì cái thanh tịnh kia nó không có tướng, không có hình,
nó quên. Còn cái này có mình cứ tướng biết ngứa, biết thèm, đủ thứ hết, cho nên rồi chạy theo nó. Chứ thực tình nó là cái đồ bỏ không quý, chỉ tìm lại cái thật mình, cái đó mới là quý. Bởi vậy nên Phật thương mình, từ bi thương xót dạy mình đủ thứ hết. Bởi vì biết được ngay như mình có cái quý mà đang ẩn trong cái nhóm, giống cũng như có hòn ngọc báo để trong thùng rác, thì lúc nào mà cũng bảo khéo ngay thùng rác đó tìm hòn ngọc, chứ đừng có giữ thùng rác, đừng có cho thùng rác là quý. Vậy đó mà mình lâu lâu rồi cũng nhớ thùng rác mà nhớ hòn ngọc, phải không? Nhớ thùng rác nhiều hơn nhớ có hòn ngọc. Ở trong thùng rác có hòn ngọc quý mà ai thấy như vậy đều cũng thương lắm. Trong thùng rác có hòn ngọc quý mà không chịu ngoài thùng rác lấy hòn ngọc quý mà cứ giữ thùng rác hoài, thấy người đáng thương luôn. Là tới ngày thùng rác nó rã thành thân nhớt quá là đẹp đỏ đổ luôn ngọc mà không có chịu ngay trong cái thùng rác ngoài tiền có hòn ngọc quý. Đó là chỗ thương của Phật, mà cũng là thương của Bồ Tát, không nỡ bỏ chúng sinh từ chỗ đó. Nếu họ không có gì hết thì thôi đành đi, cái đồ bỏ nó thanh nhật hoại rồi nó mất đi cũng đáng kể. Nhưng mà rất tiếc là trong cái đống rác lại có hòn ngọc, mà không chịu chỉ mà họ lấy ra thì phải được tội nghiệp cho họ. Cho nên Phật tổ đều luôn luôn khô cổ đánh miệng mà nói cho mình nghe, cốt để thấy được cái đó, cốt lượng lên cho được hòn ngọc, chứ đừng có mê giữ cái thùng rác. Đó là cái điều thật mà trong kinh chư Phật chư Tổ đã nói, mà chính mình giáo tu mình cũng biết rõ như vậy. Điều đáng chê trách rất nhiều, khó nói đủ hết. Nếu chẳng xét kỹ lỗi lầm sâu nặng này, bèn lo bồi bổ giữ kỹ lấy nó. Đó, nếu mà những cái điều dở của cái thân này kể không hết, nếu mà ai không chịu xét cho kỹ những cái lỗi lầm này rồi cứ lo bồi bổ giữ kỹ nó thì chuyện luôn căm rối thôi, không có lợi gì. Nghe điều này vì đó mà chẳng tiến tu thì sẽ thiếu kém cả hai trí và hạnh, mất cả hai lý và sự. Ngay nơi mình thân này giác tu thì được trí sáng, được hạnh thanh tịnh, biết tu thì thấu được lý, ngược sự mà hiểu bài lý. Và nếu không biết tu thì trí hạnh mất, lý sự quên. Cần trước hết chán ghét, biết quấy, lửa tham muốn sẽ nhầm tiêu dứt. Nếu thiết tha đối trị tận gốc thì cái chân thật vốn sẵn tự hiện. Đó. Như vậy thì chúng ta nếu biết tu, biết thức tỉnh thì trước hết phải chán ghét cái thân này, biết nó là quấy, biết nó là lỗi, thì cái lửa tham muốn sẽ nhập tiêu dứt. Bởi vì cái tham muốn là tham cho ai, tham cho cái gì? Tham cái gì? Ví dụ như thấy cái hoa đẹp mình tham để mình chi? Để cho mắt mình được ngắm, phải không? Thấy cái gì thơm mình tham để chi? Để lỗ mũi mình được ngửi. Rồi thấy cái gì ngon tham để làm gì? Để lưỡi mình được nếm. Như vậy thì tất cả các tham là gì cái thân này, mà thân này là cái đồ. Cái đồ gì? Đồ bỏ là cái thùng rác. Nhưng mà bây giờ ta cũng khô hoai rác mà để cho nó mục, nó thành phân rồi bỏ cây cũng được, phải không? Nhưng mà ở đây trong thùng rác lại có hòn ngọc mới là lạ được. Cho nên làm sao trong thùng rác chúng ta khô ngoan, đừng
quý giá mà phải đưa giá cho lấy bằng lòng. Đó là cái khôn ngoan của người tôi. Nếu như vậy thì coi cái thân này như là thùng rác thì tất nhiên những cái tham lam nó sẽ bớt. Mà bớt được tham lam thì tự nhiên cố gắng tu làm thì sẽ trị được cái gốc mê lầm thân, sẽ đi đến cái chỗ chân thật hiện tiền, tức là cái hòn ngọc quý chúng ta sẽ nắm được trong tay. Đó là cái người sáng suốt, người biết tu. Như vậy đó là cái lỗi lười biếng. Lười biếng là do đi tu mà chúng ta tham thụ hưởng. Thường ngày này điều bởi bên trong không có trí sáng soi, bỏ tóc chạy theo ngọ, sáng chiều toàn theo những thứ động mà làm rốt mất nguồn chân, mà được nước tắm hạn người như trên đây chẳng ra hẳn, chẳng chịu chăng. Không ưa tăng chọc đâu. Đấy, cái hạng người thứ bảy. Hạng người thứ bảy đuổi theo bám víu việc đời, ngày càng tinh tiên tâm độc mà chẳng chịu chăng. Vì sao? Kinh pháp cú thí dụ, pháp cú ký thí dụ, thí nghiệm thì thí sửa bản. Như giấy quá hương, dây buộc cá, vật vốn trăng tạch, đều bởi duyên mà giấy thành tội phước. Bạn hiền minh thì đạo nghĩa ngày thêm đầy, bạn ngu tối thì ngày càng gom tụ quả hương. Giống như giấy và dây, hẳn gần hương thì thơm, gần hôi thì tanh. Nó thấm dần dần trở thành thói quen, đều chẳng tự hay biết. Nên bậc thiên đức nói, dừng, 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 kiếp mau tu, tu mau, trời trong chẳng chịu đi, đợi đến mưa ướt đầu. Hạng người trên đây thuận theo bánh xe nghiệp, kiếp mình bỏ gốc mất, là bỏ mất gốc đạo, nên chẳng chịu chăng. Bám theo việc đời, bám víu theo việc đời. Như là việc đời càng giỏi, càng hay. Ví dụ như người tu mà xã giao giỏi, rồi biết tính toán làm ăn hay, thì những người đó, tức là họ chuyên chạy theo những cái lợi dụng ở bên ngoài, những cái làm ăn tính toán ở bên ngoài, mà không có chịu tu. Thì đây chẳng kinh thí, pháp cú thí dụ, nói rằng như có cái như giấy mà gói hương, như dây buộc cá, cái người ra chợ thấy con cá muốn mua thì cái người khác lấy cái tấm giấy đặt gói con cá lại, thì con cá mình cầm giấy gói mình cầm đem về tới nhà, mình bỏ tấm giấy ra, ngửi tấm giấy là thơm hồi. À, giấy lúc trước chưa gói cá có hôi không? Không hồi. Nhưng mà gói cá rồi, một thời gian đem ra có hồi. Giấy gói lương, dây buộc cá. Nhưng mà đi mua, nếu mình vào tiệm mình mua, tiệm mà họ bán và những cái thứ trầm thương rồi đó, mình mua là cái tên nó giấy được gói về, cái mình sổ nó ra trong cái phủ cái gì đó đẩy lại, thì giờ cái giấy mình ngửi thì sao? Thôi, còn mình lại mua cá thì cái người kia lấy cái dây tột cá về mình mở cho ra ngửi cái dây thì sao? Thôi, như vậy giấy trước không thơm mà do gói nó thơm, dây trước không hôi do cột cá rồi nó hôi, thấy không? Đó là trong kinh pháp cú ví dụ Phật nói như vậy để nhắc chúng ta cái gì? Chúng ta tu mà chúng ta cứ đuổi theo cái việc đời, thấy ai làm ăn có phát đạt phát tài cái chủ dùng cái mình thích, có tiền bỏ ra làm vốn,
này sống kia làm ăn, phải không? Như vậy ta làm ăn từ từ cái mình quen, thì giống như cái gì, giống như sợi dây cột cá vậy, quen lâu ngày cái thì tuy người ta là người thế gian, mình là người xuất gia, mà hai bên gần gần giống nhau, đó. Giống như con cá tăng, sợi dây cột nó là của vị tăng. Và nếu mình tu mà mình gần thầy làm, gần bản tướng, gần vị ngữ kiến thức, thì đó giống như là những cái trầm hương, rồi mình là cái tấm giấy trắng gói hương, gói thời gian hương khổ đau thì mình được mùi thơm. Gần người tu, người chân chánh, người đạo đức, mình cũng được có cái thấm nhuần, cái thơm theo. Như vậy thì hai bên, một bên đưa mình tới cái hư, một bên đưa mình tới cái tốt, đều là do gần gũi. Như vậy thì quý vị sẽ thấy gần bên nào thì nó sẽ nhiễm bên ấy, không nghi ngờ. Cho nên cái người tu mà ngồi lại tính lợi, tính hại, tính làm ăn phát tài rồi đó, thì người đó là họ gần thiên ai. Và người tu mà ngồi lại thì cứ khuyên chứ nhé, phải dẹp bỏ phiền não, phải luôn luôn tinh tấn tu hành, đó là gần được những cái người tốt. Vì vậy thì chúng ta phải biết nên gần ai và nên tránh ai, để cho mình càng ngày càng trở thêm người hay, người tốt trong đạo. Cho nên ở đây nhà mới nói rằng bạn hiền minh thì đạo nghĩa ngày thêm đầy, bạn ngu tối thì ngày càng ngon tụ quả lương, giống như dế và dây, gần hương thì thơm, gần hôi, hôi thì tanh, nó thấm dần trở thành thói quen, điều chẳng tự hay biết, mình làm biết là quen, coi như tự nhiên không cần biết gì nữa. Nên bậc tiên đức nói, dừng cho ba cái, kiếp ma tu mau, tức là phải nhanh tu cho mau, dừng cái gì? Dừng gì mà tới dừng ba lần rồi? Dừng nói theo trong nhà thiền, dừng cái trước, dừng đừng trả theo cảm, dừng cái thứ hai là dừng đừng để căng, nhớ đừng có để căng mà duyên, dừng thứ ba là đừng để cho biết lộn xộn. Ba cái dừng đó, dừng cảnh, dừng căng và dừng thức, dám tu cho mau. Trời trong chẳng chịu đi, đợi đến mưa ướt đầu, câu nói đơn giản mà thấm thấm. Trời đứa trong càng đi thì cứ đi, thế là cái chặt chờ tôi đi rồi tới tìm cái chặt đi trời có ào đó ướt hết đó, là muốn nói gì? Bây giờ còn khỏe, còn mạnh, còn sức lực, biết tu là ai không chịu tu ra tay già lục cộng thì nó hồi cũng tu quá, tu sao được kịp, thấy không? Ướt ra cái gặp mưa ướt đầu nó chạy không kịp. Cho nên muốn tu thì phải tu cho sớm, biết cái đó là hay thì phải làm, chứ đừng có đỡ từ cái chần chờ tới chừng làm không kịp. Bây giờ tôi muốn đi ra thành phố, bây giờ trời trong không cứ nhảy xe chạy đi, hoặc là đổi bộ cứu lỗi, và cứ ngon trần đất hồi mà nó dốc hồi người muốn đi ngồi nó dốc nữa, rồi tay xế tới chiều chứ mưa tới mưa là đi đạp cái đầu trời thì cũng vậy đó. Tới nhiều người nghe Phật pháp thì cũng hay, cũng biết hay, cũng muốn tu, là nói chưa vọng này kia thì đáp ít năm rồi cái nhìn lại cũng chưa xong, rất ít năm nữa, rất là tới chừng, rất hết nổi nữa, thì lúc đó là bước đi ra hết cơ hội được, nên là phù, đó là cái ý nghĩa. Nhưng mà đây tôi nói ráng là ráng tu,
cư sĩ thì tôi tại gia, xuất gia thì phải tu trước, chứ là phải sáng, và ai ấy cũng xuất gia hết nghe. Mình hiểu lầm, nghe tôi nói, phải tu sớm rồi ai cũng cạo đầu chùa, tôi mới tu chứ. Tôi là tu tại nhà, tôi cho khen hết. Hạ nhiều trên đây tự nhau đánh xe nghiệp, chính mình bỏ hết gốc đạo nên chẳng chịu tu chăng nữa, bỏ quên cái gốc đạo theo nghiệp lâu cho nên không chịu chăng. Đó là hạnh thứ bảy. Hạnh điều thứ tám, đeo Phật pháp làm cho tình đời, tâm động mà chẳng chịu chăng. Vì sao? Nhân vì tài trí chẳng đủ, thấy phía chẳng sáng mà đến như thế. Hòa thượng dùng hiệu Phật trí nói, ngựa hay chạy nhanh mà chẳng dám thả chân bước càng, là nhờ dây cương kềm chế, ý thức trôi nổi mà chẳng dám vinh heo, là nhờ sức giác chiếu. Than ôi, đem Phật pháp làm việc theo tình đời, quả là kẻ ngoắt đuôi cầu xin rương xót, đó là không có giác chiếu vậy. Hạng người như trên nên chẳng chịu chăng. Đem Phật pháp làm theo tình đời là bởi vì đang nói thì hơi dè dặt một tí, không dám nói hết. Bởi vì chúng ta gần đây cũng có cái bệnh này, đem Phật pháp làm theo tình đời. Làm theo tình đời là làm cái gì? Đó là cái điều mà mình phải hiểu cho rõ. Bởi vì tình đời là luôn luôn xã giao qua lại, mà xã giao thì nói kiệt hay nói không kiệt. Những người giỏi xã giao là sao? Ngoài miệng nói cái này, trong bụng nghĩ cái kia, phải không? Họ nói không thiệt. Mình đen, mình xấu, mà lại gặp năm ai của anh đẹp quá, đứng tốt quá. Phải không? Nghe vậy thì cái bụng mình nó nở đó. Nhưng mà cái sự thật thì không phải vậy. Họ nói để được lòng mình, đó là nói xã giao. Rồi cái người trong mình bắt chước, thấy họ làm vậy, Phật tử mà thích, Phật tử nào tới cũng khen dột, khen dập, nói này nói nọ cho họ thích và vui. Đó là đem Phật pháp làm cho tình đời. Người ta tới lắm, nhiều thứ lắm, kẻ không thích. Mà kẻ cái lời nó mắc phạt. Chúng như này, chúng kia là thật ra bệnh. Thôi thì nó đại cá vậy, cái gì hiểu. Thì sở chỉ những người làm như vậy, nhân vì tài trí chẳng đủ, thấy biết chẳng sáng mà đến họ không đủ tài, không đủ trí, họ không thấy biết sáng suốt, cho nên họ làm như vậy. Chứ người thấy biết sáng suốt thì người Phật tử đến chùa là vì đạo, vì tu, chứ mới đến chùa vì cái được cảm tình, mà mình hay làm theo cảm tình. Tôi nói ví dụ, sau này có một số chị rất là khéo tổ chức. Ví dụ giờ đi chùa Hương, muốn các chùa, chứ mà thực tế là thành đâu. Rồi đã cơm nước xong xuôi rồi, cái tuyên bố là chùa tôi hư. Bây giờ quý Phật tử ai phát tâm ủng hộ chùa để đưa tay coi rất nhiều thì sẵn bữa cơm màu đó, nhưng mà đông đảo thế nào người này giơ tay có đứa cũng 50 triệu, cái vỗ cái số đứa đó quan nghiêm được ghi sổ vàng hẳn nhất. Cái đó tình đời, cái tình đạo đó, đó là những cái mà gọi là nó khéo léo đó, nó dành với đời. Chứ còn thực tình, nếu mà là cái người mà dũng về
giúp nén trước thì chỉ chùa hư thì có hư, quý Phật tử hay chùa tư hư rồi, quý Phật tử có muốn sửa lại để thờ Phật tử đỡ kính lễ thì cũng theo là nói vậy thì nghe bộ thật thà chất phát quá, ít ai có tâm để không cộng kia giữa cái quần chúng mà hứa cái chỗ tay thì khi được chẳng là từ khi này dễ phát tâm đó là cái lẽ thì cứ nói vậy. Bởi vậy cho nên ở đây cũng có nhiều vấn đề mà nói không hết, chỉ nhắc một cái điểm nhỏ nhỏ vậy đó. Thường thì người ta thấy tổ chức về các đặc biệt khôn không được khác lắm phải không, nhưng mà đối với đạo thì nó thuộc về tình trời. Như vậy mà những người đã quen làm như vậy rồi thì không còn giờ tu, cho nên cũng có chăng mình hạnh đến cái hạn người thứ hai thứ chín ngu điếc giải đãi biết nhé cầu an mà chẳng chịu chăng, ngày kể ngu điếc lười biếng giải đãi không chịu chăng. Vì sao? Chỉ vì tự phụ tự bỏ ra như thế. Phụ là phụ mình đó, tự bỏ mình tự phụ mình nên không chịu chăng. Mà tiên đức nói chỗ tài năng chiếu định của con người tự có lớn nhỏ phải không thể dạy. Đó là mỗi người có một cái gì sẵn có ở trong khó dạy được, nên nói giấy nhỏ chẳng quán được vật lớn, dây kéo nước ngắn chẳng thể múc được sâu, chim cú ban đêm bạch bắt bỏ chết thấy rõ từng sợi lông tơ, nhưng sáng ra thì mắt mờ chẳng thấy gò núi vốn đã phân định rồi này. Người như đêm là tự cấp cho mình đã đủ, nên không thấy trước thật xa, sống đã không ít gì hiện tại, chết cũng không tiến thân về sau. Nói chung là người như thế nên chẳng chịu chăng, nghĩa là người biết được an phận nên là thôi là sanh ai thế nào cứ thế nấy, có làm gì cũng không được nha. Bởi vì cứ nói thì dẫn nên người xưa nói chỗ tài ước chứa đựng của con người tự có tự nhỏ tự lớn chứ không phải không thể dạy được. Đó nói cách cố định vậy, rồi lại dẫn nói giấy nhỏ không quá được vật lớn, dây kéo ngắn mà không thể hút được cái không hút được cái bốn sau hay là cái dưới sau. Thì nói vậy có chân lý chưa? Mới nghe thì thấy chân lý quá rồi, phải không? Nếu mà dây nhỏ mình quá đâu được vật lớn thì sợi dây ngắn, dây gạo ngắn là không hút được cái dính nước sâu. Nhưng mà sao cũng linh động, dây nhỏ lấy hai ba tấm rất là thì có được việc lớn, việc lớn. Còn dây ngắn hút không tới, dùng hai ba tấm thôi thì cũng cũng được cái gì. Cái cố định như vậy để được chắc nản. Như vậy thì lại dẫn những câu chuyện nó như là con chim cú mà bêm thì nó chạy bắt được buồn chết nữa, cái gì mắt nó sáng hết, sáng thật là sáng. Từ sợ lông tơ cũng thấy, nhưng ban ngày thấy thì gọt cuối cũng thấy nữa. Đó là nó thấy chỉ được ban đêm, ban ngày nó cũng thấy đó. Chợt được rồi, dốt đã phân định rồi, phân định được tính chuyện sửa sang hay là sai chữa làm gì. Bởi vậy cho nên ngày được kết thúc, người như trên là tự chấp cho mình đã đủ, tức là tự mãn thôi, tôi lỡ vậy tôi cam phận vậy, chờ cho vậy tôi đã chịu, thế không? Không có cần phải chịu, không có cần phải tu thêm gì nữa hết à. Nên không thấy trước thật xa thì không thấy được từ xa, sống đã không biết gì hiện tại, chết cũng không tiến tâm về sau.
Bởi vì có một số người hay gặp phải cái bệnh tự mãn. Tự mãn đó là do biến nhát và tự mãn. Như không có giỏi mà người ta bỏ học thì học chưa học. Nó thôi là cái số luôn vậy. Lỡ rồi không chịu. Còn nghe cái đạo lý thì mình lại nghĩ rằng mình ngu quá, không hiểu, nghe chi. Thôi tôi ngu quá, tôi không hiểu, tôi không cần nghe. Rồi bảo phải tu sửa những cái tật cũ. Là tật cũ sao bỏ được, trời sách vậy rồi. Thì như vậy người đó còn gì nữa làm, cần gì nữa tu, phải không? Cứ cố gắng cái gì sẵn vậy thôi, sửa được. Giống như chim cú mà không thể nào sửa cho mắt nó sắc bằng ngày được. Mình chỉ sắc bằng đêm thôi. Lấy cái cớ đó để bình dịch và an phận lười biếng của mình. Không chịu tu, chịu cố gắng. Nên ai ở trong chúng mà nói cái gì, ai khuyên gì nó thôi, cái đó là mấy người không nên làm được. Chứ mình không có làm nổi những cái việc gì vậy. Người không nên nó làm được. Mình chán học, chán tu, mình cũng chán tu. Rồi mình cũng được. Đúng như bây giờ, cái giếng rất là sâu. Mình có thể dây mang nước, hút nước không được, cột dọc hút nước không được. Thì mình chạy kiểu đó để kiếm dây, cột thêm rồi mình hút nước được. Cái gì do cố gắng là cũng thành công. Còn cái mà buông sông xuôi, đổ thừa số mệnh, thì cái đó là cái lối người cầu an, trốn tránh, không cố gắng. Đó là cái người thích chứng chính. Bây giờ tới cái hạng người thứ 10, cờ bạc vô dụng, tụ nhóm thành bè lũ, biếm nhá mà chẳng chịu chăng. Vì sao? Vì chỉ mong lợi nhỏ trước mắt mà ôm lòng tính toán cầu thả. Lại nói rằng việc cầu thả quá chiếm dâm chẳng bằng cầu lợi thực tế hơn. Do đó mà đua theo phái phù hoa cho lo nhỏ nhặt, bởi vậy không ai chịu quan tính trọn năm uống là lo nghĩ đến sinh tử. Đó là lý do học đạo ngày càng tệ, pháp môn ngày càng xuống dốc. Nói chung hạng người như thế nên chẳng chịu chăng ham chơi cờ bạc, đánh bài, đánh đề, đánh số. Nó nói là chùa tôi đưa rồi tôi với số chúng là cái chùa hay thực tế đó qua cái đạo đó phải không? Nhưng mà rồi môi giới số thì thật tổ tốt nó theo dõi, mà theo dõi mà chặt cái thì sao buồn, thì mai mốt buồn nữa hết. Cứ như vậy mà rốt cuộc mình chạy theo cái bên ngoài, không chịu tu hành. Còn thậm chí có những người tu mà buồn rồi chết đặt bài ra đánh bạc rồi ở trong phòng như chân, thì như vậy còn gì mà tu. Nhưng mà rồi họ lại có lý do của họ. Làm sao? Họ nói lý do gì? Họ nói rằng việc cầu đạo có hết diễn dâm chẳng bằng cầu lợi trực tế hơn. Cầu bạc cũng xa quá, cầu đạo xa giờ quá. Bây giờ mình đánh bạc cho nhà ăn cái tiền về có tiền chưa chùa. Lời này nó rõ ràng thực tế. Còn đạo cũng xa quá. Đó thì cái đó là cái lối nói để bảo vệ cái sai lầm. Ở vậy mình chạy theo cái phù qua cái so đo đứng đó nhỏ nhặt mà họ không chịu tu. Nhưng về một năm họ còn không tính muốn nữa, nghĩ tới cái chết sống mà không bị chết sống, cho nên rồi họ càng ngày càng thả cho nó xuống dốc, tức là Phật pháp càng tệ rồi thì chuyện tu hành thì càng xuống dốc thêm. Như vậy thì những hạng người, những 10 hạng đó là không chịu tăng. Người quý vị xét hình tử là hạng nào thôi. Nếu mà người hạng này không gạt hạng nào cũng không cứu lắm rồi đó. Không cứu lắm rồi. Như vậy thì chúng ta mới thấy ngày quả ký, ngày quả hết, phải không? Ngày sắp phạt. Người kiểm phá cái này là người sát phạt hết những cái sai lầm, chỉ thắng thắng. Thì như vậy cái tâm đạo lý từ thế kỷ thứ 17 ở Việt Nam
cho tới thế kỷ 20 này nó cũng có những cái giống nhau, phải không? Cái tệ cũng có, cái hay cũng có. Có người rất là can đảm dám nói như này và ký, nhưng mà có những cái bệnh mà ngày kể đây thì chúng ta thấy hiện tại cũng có giống. Giờ kết thúc, mười hạng người trên đây tuy nói là xuất gia mà không có hạnh, dứt khỏi trần tục, luôn mang thân nam tử mà không có trí trượng phu. Đây chúng ta thêm, luôn mang thân nam tử và nữ nhân mà không có trí trượng phu. Chưa để nó ngạc nhiên quá. Nên Tổ Quy Sơn nói, đáng tiếc một đời qua xuân gặp việc thì mất bất. Nghĩa là một thời qua xuân ai hỏi cái gì thì mặc dù chết chứ không biết nói gì hết, chỉ vì chọn ngày lăng xăng cả đêm mê mệt rơi vào hầm vô tri, ngồi trong ngục hắc ám chẳng thông suốt ý, chỉ tích sự tích lý, chỉ nhớ thương lời phá bệnh phá chấp. Người trí rất thương hại kẻ ngu và tập trước theo, đã thành lối mòn, muốn giết bỏ nhanh thì càng thích nó. Vì vậy mới dẫn rộng ra những cái lạc dở, những cái sai lầm, vậy mà cũng có người tập trước, phải không? Tôi nói gần nhất là ở chùa mà gặp xong mà coi tay coi tướng, thấy là trước rồi. Nhưng mà làm rồi có bộ đạo đau quá, cái người ta cũng bắt chước làm đẹp để có bộ đạo, không thể được. Thậm chí người tu mà rồi lên đọc, lên bóng vậy cũng có người theo, miễn làm sao có bộ đạo nhiều, thấy cũng nhiều, thay thì nó bắt chước theo. Do đó cho nên cái tệ của một người rồi những kẻ khác bắt chước theo gì đó, vì vậy đó mà nó thành lối mòn, muốn giết bỏ nhanh thì càng rất khó. Mấy cái tệ muốn bỏ rất là khó. Bây giờ có chùa nào mà không biết rằng sinh xong bất lẽ đó là không đúng là một già, có ai biết không? Ai cũng biết hết mà dám bỏ cái ống xong không? Ai cũng biết mà dám bỏ đó là mới là cái đã thành lối mòn rồi, muốn giết bỏ nhanh thì đi càng chết khó. Nơi thanh tâm của Phật tổ đã bày rõ đủ hết đại ý kinh luận, mong người vừa bỏ những chấp cũ để sửa đổi nhiều sai quấy trước, mà đặt bước theo dấu vết của Phật Thiên Thánh còn để lại và cùng chung lãnh nhận lời căn bảo của Đức Phật. Như thế mới không kiến tội bản chí, phải cô phụ bổn tâm bốn anh, phải cô phụ bốn anh cùng nhau bước lên cửa giải thoát và tiến vào đường tắt tu hành chân thật, thành tựu đạo nghiệp của chư Phật đầy đủ đại bồ đề, nhân biết nẻo tà mà mở ra lối chánh, vững niềm tin mà nhổ bật gai chấp trước, vượt bớt khổ nơi ba cõi vào biển hải phổ biển, qua cảnh lên đơn nơi thấp giới tiến vào thành đến niết bàn, ngưỡng mong mắt Phật chứng cho sự lập thành và các vị người đương thời xin dẫn tập này. Đây là cái lời kết thúc của ngài. Ngài kết thúc ngài nói rằng, nơi tâm Phật tổ, tức là tâm Phật, tâm tổ đã hiện bài đủ đại ý kinh luận, tức là Phật trong cả đời của ngài, từ khi thành đạo cho tới nhập niết bàn, cuộc sống của ngài đủ làm chứng cho kinh, cho luật mà ngài đã nói. Tức là Phật dạy trong kinh thế nào thì đời sống của ngài như thế ấy, ngài dạy luật như thế nào thì đời sống ngài cũng giữ đúng như vậy, chư tổ cũng vậy. Cho nên kinh luật nó đủ ở cái hình tướng
trong sự sống của Phật tổ rồi. Như vậy thì chúng ta ngày nay học kinh, học luật cũng phải sống theo cái nếp đó, để cho nên mong người chưa bỏ những chấp cũ để sửa đổi điều sai quý trước, mà đặt bước theo giới nhất và tiên thánh còn để lại, và cùng chung lãnh nhận lời căn bảo của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta lỡ có những cái sai, những cái quấy thì chúng ta nên chừa, nên bỏ, để mà tiếp theo con đường Phật tổ đã dạy, Phật tổ đã hành. Như thế mới không khuyết tổ bản chí, phải cô phụ quốc ân cùng bước để cùng nhau bước lên cửa giải thoát. Nếu mà biết sửa, biết tu đúng như lời, như hình ảnh Đức Phật và chư tổ, thì như vậy mình mới không có làm thương tổn cái bổn chí xuất gia của chính mình, tức là xuất gia cầu giải thoát sinh tử, và cũng khỏi cô phụ bốn ơn thầy tổ, ơn cha mẹ, ơn quốc gia, ơn đặc biệt, rồi cùng nhau mà bước lên cái cửa giải thoát. Ta như vậy tu là để nâng đỡ dìu dắt nhau đi trên đường giải thoát, chứ không phải lôi kéo trở lại cái phật tục và tiến vào đường tắt tu hành chân thật, thành tựu đạo nghiệp của chư Phật đầy đủ đại bồ đề. Chúng ta tiến vào đường tắt, tức là đi thẳng vào ngay cái chỗ tu trực chỉ nơi tâm mình, biết gỡ tình cái nghiệp vọng tưởng buông xả, để tâm trí thanh tịnh dứt hết phiền não, thì đó là cái lối tắt tu hành. Như vậy nếu mình tu thành tựu tự được cái đạo nghiệp rồi, thì chừng đó mình sẽ đọc những chư Phật và đầy đủ được đại bồ đề, ngăn đứt nẻo tà, mở ra lối tránh. Như vậy thì những cái lối tà mình đã ngăn, đã đón, và mình mở được con đường tránh để từ sau đi theo mình niềm tin mà nhổ bật gai chắc chứ. Nếu mình thấy được cái lẽ thật của Phật tổ dạy rồi, thì những cái chắc chứ cũ mình nhổ quăng hết, không còn. Như vậy thì mới thực là vượt với khổ nơi tam cõi vào nguyện hải của Phổ Hiền, tức là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền là cái hạnh nguyện rộng lớn, cho nên gọi là nguyện hải. Mình qua khỏi với khổ của tam cõi thì mới vào được cái nguyện lớn lao của Bồ Tát Phổ Hiền. Qua cảnh lên trên trên pháp giới tiến vào thành giới niết bàn, hay là qua khỏi cái trôi dạt ở trong cái cõi trần tục này, thì chúng ta mới đến được cái thành niết bàn. Đó là 10 điều mà ngài nhắn gửi cho tất cả những vị đương thời và đồng thời đến ngày nay chúng ta cũng nghe được, thấy cũng là điều quá tốt. Bởi vậy nên ngài ngưỡng mong mắt Phật chứng cho chức lập thành, ngài viết, ngài nói với tấm lập thành, mong Phật chứng chi cho ngài. Và vì khắp người đương thời xin kính chẳng nói đây là vì người đương thời, mà chẳng những đương thời mà cũng vì cả hậu lai nữa, phải không? Nên ngài nói đến giờ là chúng ta là bậc hậu lai, là kẻ hậu lai vẫn còn quý thấy kính. Rồi, ở đây ha, sao tự tiếp.